Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách học trực tuyến trên hệ thống TechMaster. Đầu tiên, các bạn truy cập vào địa chỉ techmaster.vn. Sau đó thực hiện đăng nhập, có 4 hình thức. Ngoài cách truyền thống là nhập email và password, các bạn có thể đăng nhập thông qua Google, Facebook hoặc GitHub. Lưu ý, đăng nhập đúng vào tài khoản đã đăng ký khóa học tại TechMaster. Đăng nhập thành công, các bạn click phải chuột vào avatar ở góc trên bên phải màn hình, chọn menu lớp học của tôi. Danh sách các lớp học hiện tại của bạn sẽ hiện ra, chọn một lớp học. Trong giao diện lớp học thì các bạn có thể xem thông tin về khung chương trình, giảng viên và thông báo của lớp. Đây là mục đánh giá khóa học. Đây là phần bài tập. Sẽ có danh sách các bài tập cho phép các bạn làm và nộp trực tiếp trên hệ thống. Hầu hết tất cả các khóa học tại TechMaster đều hỗ trợ giáo trình online giúp bạn ôn tập tại nhà. Bắt đầu bằng cách click vào nút xem giáo trình online. Giáo trình gồm có video, lý thuyết, quiz và file tải về. Các bạn có thể kéo để thay đổi kích thước các phần nội dung sao cho thuận tiện nhất cho việc học. Một lưu ý nhỏ đó là giáo trình được xây dựng theo chuẩn micro learning, được chia thành nhiều bước. Hoàn thành tất cả các bước mới được coi là pass bài học. Trong quá trình học có thể trao đổi với giảng viên và các bạn trong lớp tại mục bình luận. Muốn chuyển sang bài học tiếp theo, các bạn sử dụng nút chuyển bài học nhanh hoặc click vào biểu tượng hamburger để show ra khung chương trình. Các bài được đánh chấm xanh là đã pass. Trên đây là hướng dẫn về cách học trực tuyến tại TechMaster. Chúc các bạn có thời gian học vui vẻ và đạt kết quả tốt nhất.